không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Chà, đám các anh để cho một mình anh Kiệt đứng ở đây ủi đồ, còn mình thì ngồi chơi. Không sao đâu, tôi là thợ lành nghề mà, ủi đồ thôi, có gì khó khăn đâu chứ. Nhưng đâu lý nào để một mình anh ủi hết mớ đồ này chứ. Tôi tự nguyện mà. Lần trước ở cổng trường mọi người giúp tôi như vậy, anh em mà tính toán làm gì? Chà, hoàng quá. Chà, anh nói vậy á thì tôi cũng yên tâm rồi. Ủi giùm tôi luôn nha. Ê, chơi gì cho tôi chơi nữa. Mặc kệ anh Kiệt đi, bây giờ mình ba chọi ba. Thì gì? Nè, nói trước nha, đội nào thua thì thành viên đội đó làm mỗi người 100 cái hít đất. Muốn rút lui bây giờ vẫn còn kịp đó. Sợ gì chứ, bắt đầu đi. Dùng tay phạt thêm 100 cái hít đất, sợ gì chứ, chơi thôi. Để nè, chuẩn bị đi. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng nha. 2, 1, bắt đầu. Vô. Cố lên. Không được dùng tay. Nhanh lên. Để tôi. Anh đi. Cố lên. Nhanh lên. Cố lên. Để tôi. Tiếp tục. Nhanh lên. Sao nhìn thấy ghê quá vậy? Mau lên đi. Ôi, ăn nhanh đi. Ăn đi. Đây là bàn thắng của. Thua rồi. Thôi đừng buồn nữa. Bắt quá tôi cùng mấy anh hít đất vậy được không? Được rồi. 96, 97, 98, 99, 100. Chuyện nhỏ thôi. Chà, hai người giỏi vậy thì thể lực chắc chắn đậu rồi. Luyện tập đâu chỉ cần thể lực đâu. Nè, thì giết. Học thuộc lòng thì tôi không sợ rồi. Tệ nhất là gì? Bước đều. À, 283. Dậm chân tại chỗ. Dậm. Cái gì Kiệt? Chưa ăn cơm sao? Tay chân éo lả vậy. Cùng qua mấy bạn đi. Dậm đều chưa kìa. Làm 200 cái hít đất cho tôi. Ê nè nè, sếp ạ, à, có tệ vậy không? Rất tệ luôn nè, đó. Tôi đâu cần lấy học viên xuất sắc, đủ đậu thì được rồi. Trác và Kiệt, tay thẳng ra. Yes sir. Trác và Kiệt, coi chừng chân của mình. Yes sir. Đưa tay thẳng ra. Yes sir. Bảo trí coi chân. Yes sir. Lữ Kim Hùng, tay thẳng ra. Yes sir. Canh hàng đi. Cả đội đứng lại, đứng. Di chuyển sang phải. Bên phải, quay. Trác và Kiệt, cậu có tập trung tập với toàn đội không? Tại sao giờ đây 5 tháng rồi mà vẫn đi chưa đều hả? Sorry sir, mấy cậu sắp tốt nghiệp rồi, tôi không muốn lớp mình dạy làm bẻ mặt mình trong buổi lễ tốt nghiệp. Sorry sir. À, 283, di chuyển sang trái. Bên trái, quay. Nhìn trái. Bước đều, bước. Bên phải, quay. Trác và Kiệt, rốt cuộc là tai hay là não cậu có vấn đề? Sao tập hoài vẫn không đều? Sếp, tôi thấy chúng tôi đã bước đều lắm rồi, nhưng không biết sao sếp cứ nói là tôi sai. Ngay cả sai đâu cũng không biết.
dùng tay của mình nghe cho kỹ đi. A-283. Tất cả dậm chân tại chỗ, dậm. Đứng lại, đứng. Cậu có biết tiếng dậm chân tại chỗ của cậu khi nãy không hề khớp với mọi người không? Cậu nói tôi biết, lúc nãy cậu dậm nhanh hay chậm hơn? Nhanh hơn. Trả lời lại. Chậm hơn. Rốt cuộc là nhanh hơn hay chậm hơn? Trả lời đi. Không trả lời được chứ gì? Vậy thì mọi người cùng tập cho tới khi Trác Gia Kiệt biết mới thôi. Yes sir. A-283, di chuyển sang trái, mình trái quay, bước đều, bước. Sao vậy hả? Cánh hàng, cánh hàng đi. Mời vô. Sếp làm. Lịch trực xe tuần này tôi đã sắp xếp xong, cả đêm cũng sắp xong rồi. Đúng rồi anh Tài à, tổng cục đang xem xét đặt xe cấp cứu ứng biến nhanh tại đội của mình, anh thấy sao? Đội của mình còn chỗ để chắc được mà. Vậy còn những người khác có vấn đề gì cần nói hay không? Sếp à, thật ra nếu rảnh anh có thể xuống căng tin cùng ăn trưa và nói chuyện với họ. Sắp tới tôi sẽ theo xe nhiều hơn, sẽ giao lưu với họ nhiều hơn. Phục vụ cứu hộ hỗ trợ y tế khẩn cấp tai nạn giao thông Trường Sa Hoàng, xe cứu hộ số A386. Tai nạn giao thông là, cô không sao nhận chứ? Được hãy nhấn nút trả lời. Bị phỏng chút thôi. Ê, chào mọi người. Anh Nhân. Ê, cô Quang. Chào. Đồ ăn trên bàn kìa. Cảm ơn nha. Nè nè, vừa nóng hổi vừa thơm ngon. Làm chung xe với anh dài lúc nào cũng ăn ngon. Dạ, tuyệt. Hả? Lại bánh thịt hả? Bánh thịt không cần nhả xương, lại ngon miệng nữa, ha. Con không ngán thì mọi người cũng ngán mà. Có ai ngán không vậy? Tôi không có nha, tôi thích lắm mà. Tôi cũng không thấy ngán. Hay vậy đi, ngày mai má nấu món mới cho con ăn. Con ăn 3 chén cơm nha, chịu không? Hả? Thôi bỏ đi, mai má nấu rồi tính. Cái thằng này. Sếp Kiến Tập đó có theo xe các anh không vậy? Tới giờ cũng chưa thấy gì đặc biệt hết, chưa có thấy ảnh nữa. Cứ đi theo xe chắc coi chừng mình làm việc đó. Nhưng mà anh xui thiệt nha, ngày đầu tiên theo xe là thấy máu rồi. Anh Thiên yên tâm đi, báo cáo xét nghiệm máu của sếp Đàm ra rồi, không sao đâu. Không phải tôi lo máu anh có sao không, tôi đang nói tới sự xui xẻo của anh đó. Nói chung á, tránh xa anh sẽ tốt hơn đó, cứ vậy đi. Phục vụ cứu hộ y tế cấp cao Trường Sa Hoàng, xe cứu hộ số A386, thôn Vịnh Trường Sa, phòng 609, lầu Trường Thuận. Tình trạng nam lớn tuổi, hô hấp khó khăn, bị đau bụng. Thời gian 1423. Nhận được, xin nhấn nút trả lời. Sếp ơi, bên này. Anh Thiên à, lần này cho tôi thử đi. Cho hỏi có phải vừa gọi xe cấp cứu hay không? Chúng tôi là nhân viên đội cứu hộ. Cửa không khóa, mọi người vào đi. Anh à. Mọi người cẩn thận. Chào anh, có phải anh gọi cấp cứu đau bụng hay không? Đúng vậy. Mấy hôm trước tôi bị xuất huyết ruột, không có nhúc nhích được, nên chỉ nằm ở đây. Lấy thêm hai cái bệnh tới đây. Yes sir, giờ chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh trước. Sếp à, tôi chóng mặt quá. Tôi chóng mặt quá, cứu tôi. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh. Làm việc đi. Ăn cơm xong, đưa hiệp sĩ Châu vào bệnh viện. Mấy anh nói đúng đó, có những người luôn mang tới xui xẻo không. Anh nhận tin cũng nhanh thiệt đó, tôi mới về tới thôi mà. Không phải nhận tin mà là ngửi thấy mùi. Xe anh vừa về tới thì cả cục đều biết rồi. Nè nói thiệt nha, chút nữa lấy thuốc sát trùng rửa lại xe một lần nữa, đừng có làm hại người đến sau đó. Yes sir. Thì ra khi hôi tới một mức nhất định thì phổi sẽ khó chịu tới mức muốn nổ tung ra đó. Tôi từng nghe mấy sư huynh kể lại mấy vụ xuất huyết đường ruột, mùi của máu sau khi đi qua đường ruột bị tiêu hóa rồi lại chảy ra lại, thật sự khó chịu tới cỡ nào. Hôm nay tôi mới biết đó là sự thật. Tôi tính hết rồi, anh cứ bảo tôi cho anh cơ hội.
Được, lần sau nhận mấy vụ này anh làm chính luôn đó nha. Anh Thiên à, đừng có chơi tôi mà. Mấy vụ nặng ký tôi đỡ không có nổi đâu. Cho ba anh em mình cùng làm, chắc chắn thua đó. Sao mọi người còn cười được nữa vậy? Ở sếp Đạm, mọi người cũng thấy ông bác khi nãy thực sự đã chịu đựng không nổi nên mới gọi cấp cứu thôi. Dù ông có dơ thế nào thì mình cũng phải giúp đỡ chứ. Một người mất khả năng tự lo cho mình không phải là lỗi của họ. Không người thân bên cạnh ông cũng không muốn đâu. Cả câu chuyện giống là bi kịch, sao anh có thể lấy ra đùa giỡn được vậy? Sorry sir. Sếp Đạp, anh Tài. Lại ăn nói bậy bạ hả? Anh Tài, tụi tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau. Khi sếp Đạp nói mà anh không kể là vậy. Bình thường anh nói nhiều lắm mà. Mà không phải khen chứ, lần này tôi thực sự phục anh lắm. Anh đã làm gì vậy? Ông bác khi nãy vừa thấy sếp Đạm lập tức bấu lấy tay của ảnh. Mấy thứ giờ bẩn đó bám đầy vào tay của ảnh luôn. Tôi cứ tưởng mấy con mọt sách sẽ tránh xa cả khúc, không ngờ ảnh không sợ chút nào hết. Nếu là tôi cũng đã không chịu nổi rồi. Nên kỳ này tôi thua. Sếp Đạm. Anh Tài, tan ca rồi sao anh còn ở đây? Hẹn với bạn à? Đâu có, đi lòng vòng thôi. Muốn tìm hiểu thêm môi trường khu này sao? Đúng rồi, tìm hiểu thêm về phân bố của mấy tòa nhà gần đây, để có cần thì không bị nhầm lẫn. Anh đi tới đây đúng lúc lắm. Tòa nhà này rất là đặc biệt, được ba con đường dây quanh. Người nào chưa quen chắc chắn sẽ lạc. Anh nói vậy thì tôi hiểu rồi. Khi nãy đi ngang cũng thấy rất đặc biệt. Khu này cũng không rộng lớn lắm. Sẽ sớm biết thôi. Tôi đi qua bên kia, còn anh? Đi chung đi. Lúc tôi vừa tới cũng không xin như anh đâu. Tôi chỉ ru rú trong đơn vị thôi. Lúc đầu tôi cũng tính như vậy, nhưng mà nhiều khi sách vở lại khác so với thực tế, cho nên mới xuống đây coi thử. Anh muốn tìm hiểu thêm khu này thì quán ngon trong chợ kia nhất định anh phải biết. Anh nói là tiệm đậu hũ hả? Dừng ở đây mới biết thôi, sao anh biết vậy? Lúc trước tôi cũng từng ở khu này một thời gian mà. Lúc đó đậu hũ nóng của bà chủ ở đây cũng rất nổi tiếng. Bây giờ không còn là bà chủ nữa đâu, đổi thành con cái bà ấy làm anh rồi. Anh nói cô Thác Biếm hả? Phải đó. Đậu hũ vẫn giống như hồi trước, mịn quá. Dù hôm nay sốc vậy anh vẫn còn ăn ngon được à? Anh không nói tôi cũng quên mất. Anh Nhân và cậu Giai thường giữ khu bán sơn, ít khi gặp mấy vụ như vậy lắm, mới cảm thấy hơi sợ. Thật ra tôi cũng hơi bức xúc cho nên nói vài câu vậy thôi, không để trong lòng được. Thiên Dung là miệng nói vậy thôi. Anh thân với ảnh rồi sao biết ảnh không có gì đâu. Tôi cũng biết mà, người mới vào là cần thời gian để làm quen. Hơn nữa phân cục này đang cần người, nhiệm vụ lại nặng nề, khó trách họ căng thẳng lắm. Sắp tới có người mới tốt nghiệp đó. Lần trước nghe huấn luyện nói đám lính mới cũng có tố chất lắm, mong là giúp được mình. Có anh Tài dẫn dắt tôi, sao tôi lại sợ được chứ? Nè sếp à, anh nói là khách sáo như vậy tôi cảm thấy áp lực lắm đó nha. Đâu phải ở cơ quan, gọi tôi là Tuấn hay là Dave được rồi. Được thôi. Anh chơi được thì tôi chơi được. Tôi đã cho anh miễn tiền thuê 2 tuần. Tấm chi phiếu này các cựu tôi xin bảo đảm ngày mai chuyển tiền cho anh. Anh Trác, anh nói sao thì cứ vậy đi nha. Anh Trần, anh Trần, cửa tiệm này anh không phải thuê cho người khác rồi chứ? Phải đó cô Du à. Tại sao như vậy? Anh đã hứa sẽ đợi tôi mà. Tôi đợi cô gần cả tuần rồi, đâu có thấy cô nói cái gì đâu. Anh không phải hứa với người ta rồi đó chứ, đừng có chơi tôi nha. Đừng giỡn mặt nha. Hai người yên tâm đi, cửa tiệm này thuê cho hai người rồi mà. Anh Trần à. Cô Du à, là bạn của cô nói với tôi là cô không thuê nữa nên tôi mới cho người khác thuê thôi. Không phải đâu, là hiểu lầm thôi. Tụi tôi nói tụi tôi sẽ nghĩ cách. Tôi kêu anh đợi tụi tôi mà. Tôi đợi cô đã hơn một tuần rồi, cô cũng không nói tiếng nào. Chị đâu thể nào cứ tiếp tục đợi được chứ. Tôi biết, nhưng bây giờ tôi đang tìm người góp thuê với tôi. Còn thiếu một chút thôi, anh cho thêm một thời gian nữa đi. Thật sự không được đâu, cô coi chi phiếu tôi cũng lấy rồi. Lần sau có cơ hội mới nói nha. Anh Trác, chỉ là hiểu lầm thôi. Có chuyện gì cứ tìm tôi ha. Nói chắc là vậy đó nha, đừng có trở mặt đó. Anh Trần à, tôi muốn hỏi anh còn tiệm nào lớn như vậy gần đây không? Cái này gọi là tới sao người ta tệ hơn phá sản. Anh Trần, kệ người ta đi ba, con có chuyện nói với ba nè, vào đây vô đây. Ba, con suy tính kỹ rồi. Nè chỗ này, mình dỡ đi hết luôn. Hả? Nè, xây một quầy nước ở đây, trên quầy nước để cái thùng đèn. Ôi chà. Nè, bên đây nè, cũng dỡ hết luôn. Hả? Xây một cái tủ đồ ăn ở đây, ở trước cửa thì để 2 cái bàn, thấy được không? Hả? Được đó, được đó. Cái gì cũng cần tiền hết, phải biết tiết kiệm chứ. Những thứ người trước để lại đều còn dùng được hết. Hay mình cứ làm sạch sẽ lại, lập tức khai trương được rồi. Con định là phân tiệm đầu tiên của tập đoàn ẩm thực Trác Cửu là sẽ bắt đầu từ đây mà. Biết mơ tưởng quá ha.
kiếm luôn tứ đại thiên dương, cắt bánh Khánh Thành luôn đi. Bọn họ xưa rồi ba, bây giờ thỉnh gì? Thỉnh sao hàng. Ô ba, ô ba, ba cái đầu con đó, quyết định mở quán trà nhỏ kiếm hai bữa cơm thu mà. Ba, theo như dự tính của con á, ra kệ là con đường duy nhất, nhất định vào đó. À, cái thằng nhóc này tưởng là con tập quấn nửa năm rồi, thay già đủ thịt rồi thì ra vẫn không có nghiêm túc cái gì hết trơn. À, chào hai vị. À, xin hỏi lúc nãy anh Trần có phải gọi anh là anh Trác không? À, phải. Chào anh Trác. À, chào cô, chào cô. À, cô à, xin lỗi nha, cứ tiệm này tôi đặt tiền cọc hết rồi. Tôi biết, anh đừng có hiểu lầm. Tôi tới tìm hai vị là có chuyện muốn bàn với hai vị. Nè thằng nhóc, ghế sofa mới đó, để nguyên cặp chân thú của con lên đó, đừng có làm dơ nha. Ba kể con đi, ba lo chùi nước miếng của mình trước đi. Nước miếng gì chứ? Nghe người đẹp nói vài câu là nhận lời liền. Người ta bị bạn mình cho leo cây đó, sao con không biết thông cảm chút nào hết trơn vậy? Thông cảm người ta hả? Hai người không quen biết gì hết, nói vài câu đã cho người ta thuê nửa căn tiệm. Nè, ai cũng cần ba thông cảm, không phải ba sẽ bận lắm sao? Ba đánh. Con biết nói người sao không chịu nhìn lại mình đi? Con là nhân viên cứu hộ, con biết người ta sao? Sao con cứu người ta? Nói chung là con khuyên ba một câu, trên đầu chữ sắt là con dao. Ba, cẩn thận chút nha. Bà thấy cổ thần nữ một mình làm quả phụ đã khổ lắm rồi, còn phải hầu hạ bà má chồng ngã bệnh nữa, nên bà mới phát huy tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, mọi người vì ta, ta vì mọi người đó. À, được rồi, được rồi. Bà thích thuyết giảng thì cứ nói đi, con đi tập thể dục đây. Cùng thuê với cổ hả? Con nói là tệ lắm thì không có tiền trả thôi, có cái gì to tát đâu. Con sợ ba bị người ta mê hoặc, tiền mua quan tài cũng lấy đi luôn đó. Bà giống ham gái tới như vậy sao? Ờ, lúc nãy ba không phải nhìn người ta chầm chầm sao? Nói chuyện với người ta nhìn thẳng vào họ là cái lịch sự tối thiểu kìa mà. Vậy hả? Sao bây giờ không thấy ba nhìn con mà nói chuyện? Nói chung là sau này sớm tối gặp nhau, cẩn thận đừng để nảy sinh tình cảm không hay thì được rồi. Cái thằng nhóc này, có phải không muốn bà tốt không? Nè, nói sao nửa năm là tốt nghiệp, sao rồi? Con qua luôn kỳ thi thì được rồi. Ba coi con, siêng năng hay không hả? Ở nhà cũng luyện tập đó. Không phải nói mấy cái vụ thể lực này, về kiến thức con có được không đó? Tất nhiên là được rồi, con không dễ thua thiệt với người ta đâu. Mấy cái bánh có phải con ăn hết rồi không? Hay con đem giấu vậy? Tìm hoài không thấy. Ây. Hôm nay tăng ca sớm vậy. Bánh của bà đâu? Con không có mua bánh đâu thưa bà. À, là Tuấn hả? Vậy thịt kho có được hay không? Được, mau vào đi, mau vào đi. À, ngon thật đó. Sao rồi, dạo này sức khỏe của bà thế nào? Hôm nay có đo huyết áp chưa vậy? Mãn Nguyệt sáng nào cũng đo cho bà, huyết áp bao ổn luôn, con không cần lo. Lâu rồi con không lên đây, bận lắm sao? Cũng ổn thôi. Con nè, lần nào lên cũng phải mang hàng cấm cho bà hết. Con mà lên hoài con sợ bà chịu không nổi đó. Sao vậy được? Bà cũng 70 rồi, qua một ngày là lời một ngày. Gần đây con được điều tới làm việc ở Vịnh Trường Sa, cách có mấy con đường thôi, lên mỗi ngày cũng được mà. Ừ, được thôi. Mỗi ngày con lên đây, ngày nào bà cũng nấu cơm cho con ăn. Không được nhấn chân. Đẹp. Đẹp. Không được nhấn chân. Mời anh ăn nè. Giống như bà nội nói vậy, đừng nghĩ như chuyện không vui nữa. Con về rồi. Mau tiêu hủy chứng cứ đi. À, thì ra thằng mập tới rồi. Hèn chi bà vui như vậy. Cái gì mà thằng mập chứ? Anh có tên kia mà. Okay. Nó có mập đầu ốm quá đó. Phải rồi đó. Mỗi năm anh đều phải thi thể lực giữ dáng hết. Đâu có như em. Em thì ốm đi rồi, nhưng mà còn dư một chút thịt đó. Anh đừng giả bộ nữa, lúc còn nhỏ bà cũng hay nhổ lông mặt cho anh vậy mà. Tay nghề của chị ấy tốn hơn em nhiều đó. Nè,
Giờ thì anh càng phải lên đây nhiều hơn để cho em được luyện tập nhiều hơn. Thằng Tuấn nói là được điều tới trạm cứu hộ gần đây, sau này có thể lên thường xuyên hơn. Lên thường xuyên, em luyện tay nghề. Còn nhớ nhà sau này thường xuyên lên đây ăn cơm đó, biết chưa? Biết rồi chị ấy. Nè, nhớ đó, mề gà trong tủ lạnh không được một lần hết, có hại cho sức khỏe đó. Ừ. Không cần, con về trường huấn luyện đi. Anh coi, giờ anh cái mặt vừa trắng vừa mịn nè. Nè, đẹp trai chưa? Đừng có nhớ mạnh tới vậy mà, là da của em thôi ráp mới thấy da mặt anh mịn thôi. Anh về đi. Em mau vào trong trước đi. Chào. Chào. Anh thân với Luna lắm hả? Chúng tôi vừa mới dọn tới đây. Chị Ái hay giúp đỡ cha con tôi lắm. Ý, hai người quen nhau bao lâu rồi? Cũng mười mấy năm rồi. Bạn từ nhỏ hả? Là bạn bè bình thường thôi. Nè, nhắc mới nói nha, anh có ăn thứ chè đậu hũ kia bạch quả chị Ái nấu chưa? Ngon lắm đó. Nhìn anh đô con vậy á, chắc là thường tập luyện rồi. Đá banh hay là chạy bộ vậy? Tôi đi bên này. Tạm biệt anh. Vậy thì lần sau nói tiếp nha, bye bye. Nè Lỗ Tân Tốn, là chụp lén người khác hả? Tôi thấy cậu nói chuyện với cậu ta vui vậy nên chụp giúp hai người một tấm thôi. Phải rồi, người đó là ai vậy? Cậu ta tên là gì? Tôi cũng không biết nữa. Không phải đó chứ, cậu cũng biết người ta tên gì mà nói chuyện vui vẻ vậy à? Phải đó, không biết lãnh tên gì sao nói chuyện vui vẻ vậy ta. Nhưng mà hình như nói chuyện rảnh hợp lắm. Làm gì à, tôi thích con gái mà. Cậu Kiệt à, cậu còn trẻ tuổi mà, có phải áp lực công việc lớn quá không? Không sao hết, để tôi giới thiệu một xã công thật tốt cho cậu nghe. Nói gì vậy, tôi giới thiệu xã công trong thì đúng hơn, không nói nhiều dòng nữa. Trời ơi, tôi cũng là được họ chữa khỏi bệnh thôi mà. Nè, qua đây. Hai mình ra. Nè, anh nói ôn bài mà, không sợ thi rớt hả? Nè, ôn bài cũng phải ăn uống chứ. Phải rồi, sắp tới phải ôn thi nhiều môn như vậy. Tự luận nè, nhất định phải ôn cho thật kỹ. Còn một đống trắc nghiệm cứu hộ nữa, còn hành quân, còn thể lực nữa. Theo tôi thấy, nghỉ ngơi mới chính là quan trọng nhất. Thì cũng phải ôn bài hết mới ngủ được chứ. Tự luận thì anh không thành vấn đề rồi. Theo tôi thấy, tập thể lực như chúng tôi. Tập sao? Vui thẳng. Nằm xuống đi. Thể lực nhất định phải chuẩn mới được chứ. Mấy chuyện thể lực này qua môn là được rồi, có cần fit tới vậy đâu. Tôi muốn phá kỷ lục, muốn thành một vua thể lực của giới cứu hộ, phải lưu danh mình trong phòng thể lực. Ê, mấy cái này chỉ là hư danh mà thôi. Nè, không phải nói vậy nha. 283, tôi không phải cần anh làm được, mà cần anh làm tốt. 283. 283. 283, ngủ giùm đi. Ngủ ngon. Thôi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Táo của anh kìa. Quay trái. Quay. Bước đều. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Tất cả bên trái. Quay. Tất cả bên trái. Quay. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. 283. Tất cả bên trái. Quay. Bước đều. Bước. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Tất cả bên phải. Quay. Mọi người tập làm sao mà đều được chứ? Tôi muốn tập thì tất cả tập cùng nhau. Không cần phải nói gì nữa. Từ 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 từ
Bình kia mới đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Thằng đứng nó hết vậy? Đang nằm mơ hả? No sir, sorry sir. Bộ che tôi chưa xóa mặt đủ hả? Để tôi làm. Thank you sir. À, 283, tất cả bên trái quay. Tất cả bước đều, bước. Chào ba. Sao có hai người thôi vậy? Cô hai xinh đẹp nói nghe xong điện thoại đã. Nè, có phải hai người làm rớt không? Chắc là cô hai xinh đẹp làm rớt đó. Xin lỗi nha, có người bạn nước ngoài gọi điện đường dài nói lâu một chút. Thời này còn người gọi điện thoại đường dài nữa. Người lớn tuổi hả? Chị hai à, có phải chị làm rớt không? Không phải của chị. Có phải là của đồng nghiệp trong cục hay không? Em về hỏi lại xem. Nào, muốn ăn gì gọi món đi. Con ăn cánh gà, khoai tây chiên. Em muốn ăn xôi. Vậy dễ rồi, cánh gà nhồi xôi, một món hài lòng hai đơn luôn. Ừ, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Ê, sao chị hay nói ăn ngoài tiệm không tốt mà. Một hai bữa thôi mà, không sao đâu. Chị không muốn em trai chị vất vả. Lại làm bể cái gì của em vậy hả? Không, không có. Không có, vậy chắc là có yêu cầu gì vô cùng vô lý rồi. Không phải vô lý đâu, tuyệt đối hợp lý. Cũng tại chị mềm lòng quá, lỡ đồng ý bạn chị phải chăm sóc con gái bạn ấy mấy ngày. Mấy ngày? Mấy ngày tức là phải dẫn về nhà ở rồi. Sẽ không lâu lắm đâu, cỡ 2-3 tháng à. Con gái bạn chị bao nhiêu tuổi vậy? Lớn hơn Nặc Nhi một chút. Hay quá, có người chơi với con. Phải đó. Nhưng mà dẫn về thì em ngủ ở đâu đây? Dĩ nhiên không ảnh hưởng mọi người rồi, ngủ phòng chị. Chị đồng ý với người ta rồi, em làm gì được chứ? Nè, coi như em đồng ý rồi nha. Mà nghĩ tối nay ăn gì, trong này chị bao. Con ăn lẩu. Em ăn sushi. Thật ngại quá, tôi chưa trả tiền sửa xe lại nữa. Ơi, có gì đâu, quen biết như vậy không tin nhau sao? Cảm ơn nha. Nè, ăn không? Không cần khách sáo. Đúng rồi, comment đâu? Nó nói có việc, bây giờ không có ở đây. Anh tìm nó có chuyện hả? Không có. Nè, giờ lái nó còn mượt hơn trước khi sửa nữa. Tôi đã nói tay nghề nhấp quy là được mà. Nó bỏ rất nhiều công sức vào đó. Vợ cô nào thích xe cũ lắm. Nó rất thích lái xe. Nó theo sát sửa cho anh. Nè, thưa chú gặp cổ, cảm ơn cổ giùm tôi nha. Quá đơn của cậu nè. Cảm ơn nha. Đúng rồi, sợi dây này tôi lượm được ở trong xe. Có phải của hai người không hay là của cô Men? Cái này đồ thanh niên mà, đâu phải của chúng tôi. Tôi từng thấy nhóc Quy đeo đó. Không để ý lắm. Vậy à, thôi cảm ơn nha, tôi đi trước đây. Bye bye, bye. Ý, ba ơi, ba về rồi hả? Con. Ba mua nhiều đồ vậy? Kem với bánh kem nè, ba bỏ vô tủ lạnh dạ, đi. Cảm ơn cha, ba. Vừa kem vừa bánh kem, muốn tụi em mập lăn ra hả? Con nít thích ăn mà. Chị hai chưa về sao? Dạ về rồi ba, cô hai xinh đẹp với chị lên phòng thôi. Nè, con nghe nè, bây giờ con là chủ nhà rồi, không được ăn hiếp chị đó, hiểu chưa? Nè, lát nữa, kem với bánh kem con phải cho chị lựa trước. Hả? Về rồi hả? Men. Anh Tại, anh là em trai của Diana hả? Hai người biết nhau sao? Là cổ sửa lại xe cho em đó. Dạ phải. Con gái của bạn chị cũng lớn ghê ha. Thì em nó lớn hơn Nặc Nhi một chút xíu, chị đâu có nói dối. Có phải có gì đó con không biết không? Hay là con không nên biết? Không, con chỉ cần biết cô đã hứa với ba con rồi là sẽ chăm sóc con thật đó. Tưng 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 tưng. Wow, căn phòng đẹp quá. Ở phòng với cô tuyệt của mèo đúng không? Cô đơn giản lắm, có cái giường, có chỗ ngủ là được nè, rồi. Phòng cô dọn hết rồi đó, ra giường gói mền đều đổi hết. Con có thể yên tâm ở đây rồi đó. Có một cái giường, con ngủ rồi, con ngủ ở đâu?
miếng đệm này con nghĩ đủ cho cô hai xinh đẹp rồi đó. Con ngủ với dì có sợ không vậy? Con bé này bình thường kêu con ngủ với dì con lại không chịu. À phải rồi, thật ra Men sẽ ở đây bao lâu vậy? Thích ở bao lâu thì ở bấy lâu hả? Coi như đây là nhà của con, tự do lắm. Nhưng con thực sự sẽ không làm phiền tới mọi người. Hay là con trả tiền thuê lại nha. Tính với cô, tức là không nể mặt cô rồi. Tóm lại con nghe cô nói, ở tới chừng nào đuổi mới được đi. Thank you, Diana. Nè, đừng đi xa quá. Ngồi đây, ngồi đây. Chào anh. Thôi tao mới chỉ mua cho em một bó là được rồi. Hôm nay đặc biệt vậy phải mở nhiều một bó. Nè bà chị ơi, hôm nay em đã lớn rồi đó. Trời ơi, em lớn rồi vẫn là em trai của mấy chị mà. Để chị coi em mặc đồng phục ra sao nè. Đẹp trai lắm. Hay là chúng ta chụp hình trước đi có được không? Được. Dạ Kiệt. Hả, chú gì chị Hùng? Rồi, chuẩn bị. Sao đây, y như con gái gì, cần người khác giúp sao? Đi thôi. Đủ người rồi. Chớp mắt một cái, 26 tuần đã qua rồi. Không hối hận là được rồi. Nè. Cái ảnh khóc kìa. Đừng có khóc mà. Cảm ơn mọi người. Lại nói mấy câu này nữa.
Chào buổi sáng sếp. Chị Quang, cho tôi phần ăn sáng. Được, đợi một chút. Chào buổi sáng sếp. Ngồi đi. Dạo này thời tiết nóng như vậy, các đồng nghiệp có vấn đề gì hay không? Đâu có vấn đề gì, thời tiết gì cũng phải làm thôi. Đâu phải năm đầu tiên có mùa hè, uống thêm nhiều nước là được rồi. Vậy nếu như các anh nghĩ ra vấn đề gì thì cứ việc nói với tôi sẽ giải quyết cho. Được, nghĩ ra sẽ nói liền. Hay là nói về vấn đề nhân sự đi. Sếp à, nếu có thể điều thêm 20 đồng nghiệp qua đây giúp đỡ thì tốt quá. Và vấn đề này, sếp Đàm từng có ý kiến rồi. Chào buổi sáng sếp. Ngồi đi. Nè, mười mấy 20 anh em thì không có rồi. Thứ hai tới, có 2 người mới tốt nghiệp tôi giúp một tay, thì đủ chưa? Hôm qua tôi có nhắc với anh, tổng bộ điều người mới cho chúng ta. Đây là tư liệu của người mới, vừa được gửi qua đây, anh coi đi. Thank you, sir. Hôm nay là tiệc tri ân của A283. Trong suốt 26 tuần lễ rèn luyện, tôi học được một câu nói: nhất giả là xứng đáng mà. Bây giờ xin mời sếp Phương lên sân khấu phát biểu vài câu. Ở học viện đối xử với mọi người nghiêm khắc, khắc nghiệt như vậy thực ra là tốt cho mọi người. Muốn mọi người học biết giữ kỷ luật và làm quen với chịu đựng áp lực. Mong là các bạn đừng chỉ nhớ tới khuôn mặt hung dữ của chúng tôi. Thật ra tôi và sếp Hình cũng có một mặt dịu dàng đó. Chúng ta mời sếp Hình lên sân khấu phát biểu mấy câu được không? Tôi muốn nói với mọi người, chúc mọi người dồi dào sức khỏe, cuộc sống vui vẻ. Sếp Hình à. Nè nè, mặc dù sếp Hình chỉ nói có 2 câu thôi, nhưng mà tôi nhìn thấy sếp cười đó. Nè, những thời khắc vui vẻ đừng để nó dừng lại. A283. A283, tại sao? Quay. Toàn đội, tất cả chuẩn bị, nhìn thẳng, chào. Thank you, sir. Sợi hủy sân chất sâu chỉnh cầu tài lòng chu quang. Nè, sao dậy sớm dữ vậy? Bà đổi tính hả? Tất nhiên rồi, nhân viên cứu hộ. Hôm nay ngày đầu đi làm mà, tất nhiên phải dậy sớm chuẩn bị rồi. Ăn sáng đi,
ăn sáng xong rồi sẽ có sức khỏe tinh thần đi làm. Chà, cuối cùng cũng ra dáng ba rồi. Còn phải nói, ba của con trước giờ còn có sĩ diện lắm, lì xì may mắn. Nè, giữ kỹ đó nha, đảm bảo con mọi việc thuận lợi suôn sẻ. Nè, một đổi một nha. Con lãnh lương rồi, quán của ba sắp khai trương, lớn nhỏ gì cũng phải cần tiền, giữ kỹ đó. Tính ra thì ba có lời rồi. Sợ không lời sao, lời nhiều hơn cũng có mà. Ăn sáng. Nè, con chuẩn bị đầy đủ chưa đó? Tất nhiên là xong hết rồi. Nè, giờ cho quẩy nè. Chuyện đời chính là kỳ diệu vậy đó. Một người lãng tử quay đầu, một người trải qua tử biệt. Hai người quỹ đạo giống dĩ hoàn toàn khác nhau, định mệnh mang hai người họ lại gần nhau, thành bạn hợp tác. Nếu duyên cạn thì chỉ có vậy. Nếu duyên sâu, định mệnh thậm chí cho cổ bước chân vào nhà, không hiểu tại sao lại trở thành một thành viên trong gia đình. Rốt cuộc người trước mặt phải để lại dấu chân thế nào trong cuộc sống của bạn? Là phấn khởi hay thương cảm? Là bạn bè hay kẻ thù? Có bao giờ nó chỉ đơn giản giống như Nhất Đại Tông Sư từng nói, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này đều là cửu biệt trùng phục. Như thế thiên băng thà, kết cục hủy như hò. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.